Sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục Cà phê tiêu điểm với những thông tin liên quan tới công viên Thủ Lệ. Vừa qua thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu công viên Thủ Lệ nghiên cứu mở rào theo xu thế công viên mở hiện nay. Thế nhưng với đặc thù vừa là công viên và lại vừa là sở thú nên việc mở rào sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng và cũng đang gặp phải khá nhiều những ý kiến trái chiều từ phía người dân. Cho vào cho dân, người dân đi cho nó thoải mái đi. Thế vì hai nữa là giả sử mà động vật mà nó bị ảnh hưởng gì thì trong ý cũng phải có người người ta quản lý chứ, có phải là không có người quản lý đâu. Thì chắc chắn là nếu mà ra vào tự do thì sẽ ảnh hưởng chứ, ảnh hưởng đến những con vật, nhưng mà chắc là ban quản lý sẽ phải có cách để quản lý, có cách nào đấy, giải pháp nào đấy cho nó tốt hơn chứ. Tôi suy nghĩ là nếu mở thì người dân rất là ủng hộ. Ngoài những ý kiến đồng ý, cũng còn nhiều những ý kiến trái ngược liên quan đến việc mở rào công viên Thủ Lệ, vốn là một trong những công viên nổi tiếng nhất ở thủ đô. Theo quan điểm của tôi thì động vật nó đang được sống ổn định, thì mình nên giữ môi trường yên tĩnh cho sinh sống, không nên mở hàng rào để bà con đi lại, nó mất sự ổn định của động vật. Người dân sẽ không phải mất phí mà có thể tự do vào. Còn nhưng mà nếu mà bỏ đi ấy, thì có cái nhược điểm là mình sẽ không thể kiểm soát được số lượng người vào. Theo quan điểm của tôi là chưa nên mở. Theo quan điểm của tôi thì hiện tại là chưa nên mở. Khi mà đã được đưa vào sở thú thì tức là người ta đã bố trí một cái môi trường gần gũi, tức là hoang dã nhất có thể rồi. Nên là khi mà mở cửa ra, những người này vào đây thì sẽ phá đi cái sự yên tĩnh đấy. Tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Sở Xây dựng lập, đoạn mở rào được nghiên cứu nằm ở đối diện trường Đại học Giao thông Vận tải, giáp nhà ga S8 của ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội. Ngoài ra, Sở cũng đề xuất tăng số chuồng từ 37 lên 42, sử dụng vốn ngoài ngân sách để xây khu động vật biển rộng trên 800m² với 1 đến 2 tầng hầm để đảm bảo công tác tháo dỡ, dỡ rào, đem lại tiện ích cho người dân. Liên quan đến những đề xuất này, lãnh đạo của Vườn Thú Hà Nội lo ngại rằng việc mở rào gây ảnh hưởng rất lớn đến những loài thú đang được nuôi nhốt ở đây. Trên thế giới, các cái vườn thú là đều là vườn thú kín, và việc tạo ra cái vườn thú kín đấy thì nó giúp cho cái không gian của trong vườn thú nó được yên tĩnh, tránh những cái tác động đột ngột, tránh những cái tiếng ồn, và điều này nó rất tốt cho việc sinh trưởng và phát triển của động vật cũng như là tuổi thọ của động vật. Trái ngược với ý kiến của đại diện vườn thú, kiến trúc sư Trần Huy Ánh lại cho rằng đưa công viên xanh vào trong đô thị là việc tất yếu cần phải làm. Một trong những cái việc mở rào công viên sẽ tạo nên một hiệu ứng vô cùng tích cực. Đấy là tăng cường giám sát xã hội trong các hoạt động không gian công cộng do các cơ quan quản lý không ngừng phải thay đổi chất lượng không gian công cộng về hạ tầng cũng như quản lý cũng như hoạt động, làm cho sinh động hơn. Trong tất cả các cái tường rào công viên ý, thì công viên vườn thú Thủ Lệ là có đặc thù hơn cả, bởi vì ngoài công viên cây xanh mặt nước thì vườn thú còn có nhiều những cái động vật, các cái con vật được trưng bày để cho nhiều người tham quan, và cái việc mà tiếp xúc quá đông con người đối với động vật có ảnh hưởng đến tập tính hoạt động của động vật thì cần phải cân nhắc. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là việc vườn thú Thủ Lệ đã tiếp nhận cái lượng khách đông đảo vào những ngày cuối tuần là chuyện bình thường, và nó không thể đông được hơn nữa. Việc mở rào công viên này không ảnh hưởng gì đến không gian để cho vườn thú cả. Chúng ta có thể rất nhiều cái cách khác nhau để điều tiết cái lượng người vào thăm vườn thú phù hợp. Việc chuyển đổi từ trạng thái đóng sang mở đối với các công viên sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng, nâng cao chất lượng sống. Nhưng đối với công viên Thủ Lệ, với đặc thù là sở thú, lại có những khó khăn riêng. Mặc dù vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng cần phải xem xét mọi mặt, nghiên cứu kỹ lưỡng để có phương án tốt nhất cho sở thú cũng như người dân.